Xin chào mọi người, hôm nay Rảnh lại quay cho mọi người một chiếc bếp ga bãi Nhật hiệu Zinai. Và đây là chỗ lắp pin, dùng hai cục pin đại đầu dương quay ra ngoài. Đấy, xong chúng ta đậy vào, và bên đây có một cái nốt đèn đây này. Khi mà chúng ta nấu gần hết pin, đang nấu ở trên bếp bình thường, bật bếp đang bật mà đèn này nó sáng lên thì chứng tỏ là pin gần hết, nó báo hiệu cho chúng ta là chuẩn bị mua pin để thay. Đấy, trong khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua pin để chúng ta thay vào. Đây là hệ thống lò nướng mọi người nhá. Đây em bật hệ thống lò nướng mọi người xem. Lửa rất xanh và đẹp. Và nướng này nướng rất là ngon. Chúng ta nướng mực khô, nướng cá khô, nướng khoai, nướng sắn, bỏ vào nướng. Nướng rất là ngon. Đây là hệ thống bếp bên trái. Đây là cảm biến này. Cảm biến này là chạm vào đáy nồi chúng ta nấu. Khi chúng ta đặt nồi lên nó chạm, nó sẽ truyền nhiệt lên. Và chính cái cảm biến này nó sẽ chống cháy, chống nổ cho chúng ta này. Ta kho cá, kho thịt mà cạn nước là tắt là do cảm biến này. Đấy, và đây là hệ thống chia lửa mọi người. Này là hợp kim nhôm nấu cực bền nhé. Đấy, Nhật người ta đã nấu rất lâu rồi mà chưa có hao mòn luôn đấy. Đấy, cái chia lửa này. Đây là kiềng rất nhỏ nhưng chất thép rất tốt. Đấy, ra bật bếp cháy cực đẹp luôn. Chỉ nhỏ lửa được mức nhỏ nhất theo yêu cầu. Đấy. Bếp bên này cũng vậy. Lửa cực xanh và đẹp. Mọi người có nhu cầu liên hệ bên em nhé. Xin cảm ơn mọi người.